Sau vụ mang trái, một số vườn sầu riêng có biểu hiện suy kiệt, cháy lá, rụng lá nhiều, cây sinh trưởng kém, thậm chí có một số cây bị chết, nhất là một số vườn đã bị nhiễm bệnh. Nếu không có biện pháp chăm sóc kịp thời để cây nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch, thì cây sẽ không đủ sức cho trái năm sau. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để cho cây sầu riêng phát triển tốt và có khả năng cho trái ổn định lâu dài, nông dân nên theo đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc hợp lý, đặc biệt là giai đoạn sau khi thu hoạch, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay. Chào anh Nghĩa, anh đang đi thăm vườn à? Anh đang thăm vườn. À, thế sầu riêng của mình đây là trồng được lâu chưa nhỉ anh nhỉ? Cũng được 3-4 năm rồi. À vậy hả? Thế là mình vừa mới thu hoạch xong đúng không? Sắp vừa thu hoạch xong được cũng được gần tháng rồi. À thì anh trồng sầu riêng này thì có gặp khó khăn gì về cái kỹ thuật không? Nói chung là về cái chuyện sau thu hoạch thì mình ra thăm lại vườn thì thấy cây nó có vẻ bị suy yếu đi. Thành ra là cũng đang lo lắng nhiều về cái việc cái vườn sầu riêng của mình nó không có được phát triển tốt nữa. Vậy thì theo kinh nghiệm mấy năm trồng sầu riêng rồi thì ở cái thời kỳ sau thu hoạch thì anh sử dụng những phương pháp như nào để giúp phục hồi lại cây ạ? Thì chủ yếu là cũng theo kinh nghiệm các năm trước rồi những người khác truyền lại thôi, thì mình cũng phân do nước này kia thôi chứ cũng chưa có được cái kỹ thuật tốt của nông nghiệp, nên là nó vẫn thế thôi. Vậy thì đối với những cái thắc mắc của anh ấy, thì bây giờ hai anh em mình cùng đi gặp chuyên gia để giúp họ giải đáp cho mình những cái khó khăn này nhé. Dạ, chúng ta cùng đi. Dạ. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì chúng ta cùng đi thăm vườn sầu riêng của anh Lê Tuấn Nghĩa ở thị xã Gia Nghĩa. Và trong quá trình chăm sóc, đặc biệt là cây sầu riêng sau thu hoạch, thì anh cũng gặp những khó khăn vướng mắc. Và ngay sau đây thì chương trình Thanh Hà xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn cây ăn quả Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, và anh Lê Tuấn Nghĩa, một hộ trồng sầu riêng ở thị xã Gia Nghĩa. Và trước hết thì Thanh Hà xin được trao đổi trước với tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường. Thưa tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, cây sầu riêng sau thu hoạch thì sẽ bị mất sức trầm trọng, và người nông dân cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc trong giai đoạn này. Vậy thì xin tiến sĩ chia sẻ một chút về cái kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch được không ạ? Kính thưa bà con, cùng toàn thể quý vị truyền hình xem truyền hình, cái việc chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch là cái việc làm rất là quan trọng để nó chuẩn bị cho sức khỏe cho một cái của cho cây cho một thời vụ mới. Thì có ba cái công việc mà chúng ta cần phải tiến hành làm ngay. Thì bà con nông dân lưu ý rằng là ngay sau khi thu hoạch thì chúng ta tiến hành tỉa cành tạo tán những cái cành mà nó vô hiệu, những cành nhỏ trong thân, để chúng ta tỉa hết cành và thu gom mà chúng ta đưa ra đốt. Cái công việc thứ hai đó là ngay sau khi cắt cành tỉa cành tán thì chúng ta tiến hành rửa vườn, cái từ nôm na mà bà con nông dân chúng ta vẫn hay nói là rửa vườn bằng các cái loại thuốc có nguồn gốc sinh học để trừ phòng trừ tất cả các loại nấm bệnh nó tồn dư trong quá trình cây trải qua một giai đoạn mùa mưa rất là ẩm thấp. Và cái thứ ba đó là chúng ta tiến hành bón. Đối với cây sầu riêng thì chúng ta phải tiến hành bón ngay một đợt đạm. Ở đây chúng ta bón một đợt đạm tùy vào cái sức khỏe của cây. Thì chúng ta có thể bón từ 1 kg cho đến 1,5 kg một cây. Bón ít nhất được 2 lần để chúng ta tiến hành cơi đọt. Tại vì chúng ta biết rằng là trong quá trình nuôi trái ấy, thì cây sầu riêng nó sẽ bị chững rất nhiều cái đợt đọt. Thế chúng ta phải cơi đọt trước khi chúng ta bón lân. Và ngay sau khi đợt thứ hai cách nhau 15 ngày thì chúng ta sẽ bón tiếp một đợt lân. Và ở đây chúng ta đặc biệt lưu ý là chúng ta bón lân văn điển, để chúng ta có cái lân văn điển thì nó xuất phát từ nghiền từ đá vôi, thì nó cũng song song cung cấp thêm cái hàm lượng canxi cho cây. Và đặc biệt thì cái việc bón lân nó sẽ thúc đẩy phát triển cái mầm hoa. Và nếu chúng ta bón 2 lần đạm thì chúng ta bón 2 lần lân và 1 lần kali. Ở đây thì chúng tôi khuyến cáo với bà con nông dân cũng rất nhiều lần, chúng ta không nên dùng kali clorua mà chúng ta dùng kali sunfat. Chúng ta đã biết cái kali sunfat thì rất là cần thiết cho cái việc song song với cây để với lân để nó kích cái mầm hoa phát triển.
Thưa anh Lê Tuấn Nghĩa, trong quá trình chăm sóc vừa rồi thì có chuyên gia ở đây thì anh có vấn đề gì cần chuyên gia chia sẻ thêm không ạ? Qua cái chia sẻ của tiến sĩ thì tôi cũng có một số cái thắc mắc cần hỏi tiến sĩ. Tức là sau khi thu hoạch thì tôi hỏi tiến sĩ là cần những cái dinh dưỡng gì cho cây sau thu hoạch để cho nó ra hoa đồng đều. Thì như tôi đã nói thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng cái phân bón hóa học vừa rồi thì lân và kali rất là quan trọng. Thế thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc chăm sóc sầu riêng ấy thì chúng ta nên bổ sung các cái phân bón có nguồn gốc hữu cơ, ví dụ như là phân chuồng chẳng hạn, thì nó sẽ tạo cho một cái việc cân đối dinh dưỡng rất là bền trong cái vườn cây, và nó sẽ tạo được cái độ xốp cho vườn cây để khi mà chúng ta chăm sóc các cái kỹ thuật khác thì nó sẽ phù hợp hơn, đất nó sẽ tránh cái chai cứng. Và cái phân chuồng ấy thì chúng ta có thể sử dụng phân bò, riêng phân bò thì chúng ta cũng không cần phải ủ hoai, chúng ta có thể đào cách cái mép tán ra khoảng cỡ 50 phân để chúng ta chôn. Thì đây là một cái kỹ thuật chúng ta bón phân hữu cơ không ủ để nó tạo được cái độ mùn, và đặc biệt là nó có thể có những cái vi sinh vật khác nó phát triển, chứ khi chúng ta ủ đi ấy, thì nó sẽ bị phân hóa, phân hủy đi, thì cái hữu cơ nó sẽ không thúc đẩy được cái vi sinh vật, đặc biệt là giun. Thì đây là một cái kỹ thuật rất là quan trọng, các anh nên bổ sung. Và cái lượng phân hữu cơ ấy, nó phụ thuộc vào cái độ tuổi của cây, thì bình quân là từ 30 đến 50 kg trên cây. Thì chúng ta mà có cái điều kiện thì chúng ta có thể bón phân hữu cơ nhiều hơn, thì theo đó khi chúng ta bón phân hữu cơ thì chúng ta sẽ giảm được bón cái phân vô cơ. Và đặc biệt ở đây chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một vấn đề là chúng ta bón phân vô cơ đó là bổ sung cho từng cái thời kỳ của cây, thời kỳ giai đoạn mang quả khác và giai đoạn kích bông khác, thì đây là một cái mà chúng ta cũng rất lưu ý. Trong cái quá trình chăm sóc cây á, thì tôi thấy khi mà ra hoa á, thì có rất là nhiều hoa nó bị rụng xuống, thì cái hiện tượng này như thế này thì để xin tiến sĩ giải thích và cho chúng tôi biện pháp. Cái việc rụng hoa rụng quả, cái hiện tượng này nó xảy ra do rất nhiều cái nguyên nhân, mà ở đây thông thường có hai cái nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là khi chúng ra cây ra hoa đậu quả thì nó cần cái lượng nước rất là nhiều, cho nên là chúng ta cần phải duy trì cái độ ẩm trong vườn cây. Cái từ duy trì ở đây có nghĩa rằng là chúng ta thường xuyên phải thăm vườn và chúng ta tưới cho đủ, vừa đủ để cái lượng ẩm nó có cái thường xuyên. Khi mà nếu mà chúng ta tưới quá nhiều thì nó bị tức nước, có nghĩa bị sốc nước, thì cũng sẽ bị rụng hoa rụng quả. Và khi khô quá thì cây nó cũng sẽ bị rụng hoa, cũng bị rụng hoa rụng quả. Thì đấy là cái việc tưới nước. Cái việc thứ hai đó là cái việc phân bón. Thì trong quá trình cây ra hoa đậu quả thì chúng ta không sử dụng các cái loại phân mà chứa cái hàm lượng đạm cao, mà chúng ta tăng cường lưu ý đến cái hàm lượng lân và kali cao, và đặc biệt là các cái yếu tố trung lượng ví dụ magie và kẽm rất là nhiều. Thì ở đây thì chúng ta thông thường nếu các cái yếu tố trung lượng thì chúng ta nên bón một ít nhất một lần với cái lượng là khoảng 0,3 đến 0,5 kg trung lượng magie và kẽm, hoặc chúng ta có thể phun qua lá, cung cấp qua lá để nó cân đối cái dinh dưỡng trong quá trình này. Cái hiện tượng, cái nguyên nhân thứ ba đó là cái nguyên nhân do sâu bệnh hại. Thì trong quá trình cây sầu riêng ra hoa đậu quả thì sâu rất là nhiều. Thì chúng ta đặc biệt là có cái con bọ cánh cứng ấy, nó chích hút, cũng như là nó cắn vào cuống quả thì cũng rụng rất là nhiều. Hoặc là những con rệp nó ở trong những cái nách hoa nách quả thì chúng ta phải xử lý ngay. Thì đây là những cái nguyên nhân mà thông thường chúng ta thấy. Còn đối với thời tiết thì chúng ta biết rằng là đối với Đắk Nông nói riêng ấy, thì thông thường nó có những cái trận mưa trái mùa, thì đây là một những hiện tượng khí hậu rất là nguy hiểm cho vườn cây. Thế thì để tránh được trường hợp này thì chúng ta vẫn như từ đầu chúng tôi nói là phải có cái biện pháp giữ ẩm thường xuyên, để khi mưa xuống một cái trái mùa thì chúng ta vẫn đủ cái lượng nước ở trong cây. Thưa tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, vừa rồi thì Thanh Hải có đi thăm vườn Đại Nghĩa thì thấy cây sầu riêng có hiện tượng là
cây nó bị đốm như thế này, thì cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cây sầu riêng của mình không ạ? Cây sầu riêng ngay sau thu hoạch ấy, thì sâu bệnh hại rất là nhiều, nó tồn dư trong quá trình cây nuôi quả, nó sẽ bị yếu đi, yếu cây. Thì đây là ví dụ như là cái lá như này, chúng ta cũng có thể thấy đây là một cái hiện tượng là tảo nó bám trên lá và ngay cả trong thân như trong cành như thế này. Và ngay chúng ta biết là thấy là những cái cành nó khô như thế này. Đây thì cũng do là tảo và một số nấm. Ví dụ cành khô là nấm Clostridium gây hại. Thế thì cái việc xử lý cái này thì chúng ta dùng các cái loại thuốc có gốc đồng nhiều để chúng ta phun lên trên bề mặt lá và đằng sau chúng ta phun đều trên cây. Thì như tôi đã nói từ ngay từ đầu là chúng ta phải tỉa hết cái cành để làm sao để nó thông thoáng, cái cành nhỏ như thế này để thông thoáng trong ánh sáng nó vào được trong thân cây và thân cành. Thì nó vào được trong thân cây và trên cành thì tại vì chúng ta biết tảo nó thuồng cái dòng y, cho nên là chỉ khi nó phát triển là cái độ ẩm trong thân cây nó nhiều thì nó mới phát triển. Thế khi mà nó khô là nó sẽ bị chết đi. Cho nên rằng là mà nếu chúng ta không phun mà độ ẩm trong thân cây và thân cành nó nhiều ấy thì nó sẽ gây mục cái vỏ. Có nghĩa là nó làm cho cái lớp vỏ nó bị chóc. Thì lúc đó là nó ảnh hưởng đến cái mạch dẫn của nhựa và phân bón lên cây thì cây nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Và thứ hai đó là tảo nó bám như thế này thì nó sẽ bị che phủ một cái lớp màu đen như thế này thì nó lá nó không quang hợp được. Mà chúng ta biết là cung cấp phân bón cho cây á, chủ yếu là thông qua quang hợp, tới 70% là thông qua quang hợp. Như vậy là phân bón lấy từ không khí rất là nhiều, cho nên thông qua cái hệ thống quang hợp của cây, của lá cây. Cho nên là chúng ta phải tạo làm sao có bộ lá, bộ tán nó sạch thì chúng ta đảm bảo được cái sức khỏe của cây phát triển rất là bình thường. Thì đây là một cái hiện tượng mà thường thấy do ở những cái vùng khí hậu như chúng ta là ẩm thấp rất là nhiều trong giai đoạn mùa mưa, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế này. Cái thứ hai đó là cái việc mà chúng ta ở đây chúng ta thấy là cái lá nó săn rất là nhiều, mà đặc biệt là những cái mép lá như thế này. Đây là những cái mép lá nó săn ở những mép lá này, thì đây là một cái hiện tượng là, hoặc là lá mỏng như thế này, thì đây là một cái hiện tượng thiếu lân rất là nhiều, lân và kali. Thế thì chúng ta phải bón lân là lân Văn Điển và kali là kali Phương Phát để lá nó dày hơn, mà nó phẳng, mặt lá nó phải phẳng, mép lá nó phải phẳng như thế này. Thì đây là một cái bà con cũng lưu ý rằng là chúng ta cần bổ sung ngay lân và kali trong giai đoạn này. Phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn cây ăn quả, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã khép lại chương trình Cùng đầu trâu làm giàu ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tài trợ. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, xin được cảm ơn anh Lê Tuấn Nghĩa.